Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với bọn mình, Quân Hằng ạ. Hôm nay thì mình sẽ... Thực ra cái chủ đề này rất là lâu rồi nhưng mà vẫn muốn nói lại. Đó là cách phân biệt rùa bụng vàng và rùa tai đỏ. Hai bọn này thì là họ hàng của nhau, thế nên là giống nhau. Thế nên là ai muốn chơi thì không phân biệt được và bị nhầm. Đây mình sẽ cầm con này, các bạn biết là con gì không? Rùa tai đỏ. Đây, để nó lòi cái tai một chút nha. Con nào tai đỏ đậm hết ạ? Con nào cũng tai đỏ nhạt vậy. Đây, thì tóm lại mình cứ nhìn tặng một con đi nhá. Tặng con nào bây giờ? Con nào? Đây. Thứ nhất mình sẽ ra phần yếm nha. Ba sau yếm bụng vàng nào. Yếm bụng vàng thì đẹp hơn hẳn, màu vàng đậm và không có nhiều họa tiết như là yếm của tai đỏ. Mà nếu có, nó là những chấm tròn nhé mọi người. Chấm tròn này. Xem con nào có nhiều chấm hơn không. Đây, nó là những chấm tròn thôi. Chấm tròn đây. Đây, ta sẽ thấy nó lại được. Đây, chấm tròn. Thế còn họa tiết của bụng của tai đỏ thì nó là chấm hình vòng xoáy như thế này. Thế còn của bụng vàng là chấm tròn. Ok. Bây giờ tiếp theo là đến mai. Mai của bụng vàng cũng đẹp hơn và sắc nét hơn hẳn đúng không? Rồi, trên đầu của bụng vàng luôn luôn có một cái sọc vàng. Còn bên trên đầu của tai đỏ thì có sọc đỏ hoặc không có. Con này là không có sọc đỏ, còn bình thường là có sọc đỏ. Tiếp tục đến tai. Tai của bụng vàng, mọi người nhìn này, màu vàng ươm luôn. Thế còn tai của tai đỏ thì cái con này nó khá là nhạt, nó màu cam cam nhạt, bình thường là đỏ rực cơ. Đó, mọi người thấy nó dễ phân biệt hơn chưa ạ? Đó, dù lớn rồi nhưng mà bụng nó vẫn màu vàng. Chân tay nó rất là vàng. Rất là xinh. Đó. Mai nó cũng màu vàng. Tai nó màu vàng. Ok. Nếu các bạn thích, yêu thích clip này và thấy nó bổ ích cho các bạn thì nhớ like và share giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người.